quý vị và các bạn thân mến liên quan đến vụ đại án chuyến bay giải cứu khi hội đồng xét xử tiếp tục để các bị cáo thuộc nhóm tội danh đưa hối lộ và môi giới hối lộ nói lời sau cùng trước khi vào nghị án mỗi bị cáo lại có những cách thức bày tỏ mong muốn cũng như bộc lộ cảm xúc cá nhân của mình khác nhau người thì ăn năn hối cải xin giảm án người thì khăng khăng khẳng định mình bị oan còn bị cáo trần văn tân nhẹ nhàng đọc thơ lầy kiều và thể hiện mình đã lo lắng chu toàn cho gia đình cho cấp dưới bây giờ có thể yên tâm chịu án phạt được rồi. Là một trong những người đầu tiên được nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, trong suốt quá trình công tác 22 năm của mình, trong đó có 5 năm làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, bị cáo luôn nỗ lực, cố gắng kể cả ngày nghỉ để giải quyết hồ sơ, thủ tục nhanh nhất cho công dân. Bị cáo nói mình đã hết lòng hết sức vì Quảng Nam phát triển, giàu đẹp hơn. Bị cáo lấy ví dụ bằng thơ, Cuộc chiến với Covid-19, tôi đã tận hiến tất cả để phục vụ, hỗ trợ bà con cả nước nói chung và bà con Quảng Nam nói riêng, nên tôi không có gì phải hối tiếc. Về phần gia đình mình, nhờ bản lĩnh, trí tuệ sẵn có, nên cha mẹ, anh, em, vợ con tôi đã vượt qua được khó khăn rất lớn do tôi gây ra. Đến thời điểm hiện tại, người thân trong gia đình vẫn lao động học tập tốt, nên tôi có phần yên tâm và đúng với mong muốn, vừa nhà dẫu vắng người chăm sóc, lý trắng đào hồng tự nở hoa. Kiều phó chủ tịch Quảng Nam nói, chỉ tiếc một điều là đã nhận tiền cảm ơn từ công ty Blue Sky và bị cáo tiếp tục đọc dẫn một đoạn kiều. Cho đà gây việc trong gai, còn nhờ lượng bể, thương bài nào chăng? Bị cáo Tân chia sẻ thêm, tôi rất thấm thía với hành vi phạm tội của mình. Ngay từ đầu, tôi đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khắc phục hậu quả của vụ án. Bản thân tôi may mắn được sinh ra trong gia đình có bề dày cách mạng, tứ thân phụ mẫu đều là thương binh. Trong quá trình công tác, tôi có nhiều thành tích, trong đó có huân chương lao động, nên kính mong hội đồng xét xử quan tâm xem xét khi lượng hình để tôi được sự bao dung khoan hồng của pháp luật. bia cáo xin lỗi lãnh đạo Đảng, nhà nước và các công dân ở nước ngoài về nước cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do công ty Blue Sky tổ chức. Cùng với đó, bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành tới tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các sở ban ngành đoàn thể tỉnh Quảng Nam và hai bên gia đình. Bị cáo Trần Văn Tân cho rằng, COVID-19 đã làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, cướp đi tính mạng hàng triệu người, trong đó có Việt Nam. Riêng Việt Nam còn mất lớn hơn là mất cán bộ và có thể còn mất nhiều hơn nữa, nguyên nhân do chủ quan hoặc khách quan của từng người. Bị cáo thân nói thêm, đây cũng là nỗi buồn rất sâu sắc. Nỗi sầu đau nhân thế vô bờ bến duy nhất của tôi. Còn những chuyện khác, tôi đã gửi hết ưu phiền vào gió mây và tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì xảy ra đối với mình trước pháp luật. Đó là sự trải nghiệp hoàn hảo nhất. Bản thân bị cáo sẽ chấp hành bản án thật tốt để sớm quay về với Quảng Nam yêu thương và về với vợ con để gia đình. Một nhà sum họp chúc mai, càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông. Theo bản luận tội của Viện Kiểm sát, trong quá trình duyệt, ký chấp thuận cho một số công ty đưa công dân về cách ly tại địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã 9 lần nhận hối lộ tổng 5 tỷ đồng. Lời khai nhận tội của ông Tân phù hợp với lời khai của các bị cáo bị buộc tội đưa hối lộ, phù hợp với trích xuất dữ liệu điện tử và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Theo kết luận của Viện Kiểm sát, ông Trần Văn Tân bị áp dụng hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội hai lần trở lên và lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để phạm tội. Về trách nhiệm dân sự, cơ quan tố tụng cho biết, bị cáo và gia đình đã nộp 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả, truy thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 1 tỷ đồng. Sáng ngày 22 tháng 7, trong phần đối đáp lại quan điểm báo chữa của các luật sư và bị cáo, Viện Kiểm sát đã thay đổi quan điểm luận tội đối với bị cáo Trần Văn Tân và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 7 đến 8 năm tù, trước đó là 8 đến 9 năm tù. Khép lại lời nói sau cùng, Bị cáo cảm ơn hội đồng xét xử đã điều hành phiên tòa dân chủ đúng pháp luật. Cảm ơn đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đã rất nhân văn giảm cho ông một năm tù so với đề nghị ban đầu. Cảm ơn anh chị em, bạn bè thân hiếu kịp thời quan tâm, gửi lời động viên chia sẻ an ủi trong những ngày bị tạm giam tại tạm giam B14. Thưa quý vị, cũng trong ngày 22 tháng 7, trong buổi nói lời sau cùng trước khi đến với phán quyết cuối cùng của tòa về đề án chuyến bay giải cứu, nhiều bị cáo khối doanh nghiệp đã khóc và giải bày việc họ càng đưa được nhiều người dân về nước thì càng phải hối lộ nhiều, mà hối lộ càng nhiều thì giờ đây án tù lại càng nặng. Cũng nói lời sau cùng tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, nguyên phó giám đốc công ty Blue Sky, cho biết đã nhận thức sâu sắc sai lầm của bản thân và rất ăn năn hối cải. Theo bị cáo Hằng, doanh nghiệp của bị cáo tổ chức được nhiều nhất, 109 chuyến bay và đưa được 30.000 công dân về nước do đó bị cáo nghĩ rằng càng đưa nhiều người dân về nước thì tội càng nặng bởi việc đưa hối lộ tỷ lệ với chuyến bay bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét cho doanh nghiệp của bị cáo và các doanh nghiệp khác cả về công về tội bị cáo hằng cho rằng bản thân đã giúp cơ quan điều tra mở rộng vụ án các bộ ban ngành và kết thúc tại phiên tòa ngày hôm nay bị cáo mong muốn những người ra tự thú sẽ được hưởng khoan hồng nói về nguyện vọng thứ hai bị cáo hằng bật khóc cho rằng bản thân đã đưa cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn vào vòng lao lý và xin hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Tuấn. Bị cáo Hằng nói thêm, bị cáo xin cho anh Nguyễn Anh Tuấn vì chính bị cáo đã đưa anh ấy vào vòng lao lý này. Nếu anh Tuấn không được giảm án, thì bị cáo xin những ngày anh Tuấn bị giam xin cộng vào bản án của bị cáo để anh ấy sớm được trở về với gia đình, chăm sóc mẹ già và chữa bệnh. Cũng tại phiên xét xử, bị cáo Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc công ty Blue Sky khẳng định, bản thân chỉ là nạn nhân của cơ chế xin cho sau khi bị đề nghị 11 đến 12 năm tù, mức án cao nhất trong nhóm 23 bị cáo vướng tội danh đưa hối lộ. Công ty Blue Sky cũng được xác định đưa hối lộ 38,5 tỷ đồng, nhiều nhất trong 19 doanh nghiệp, cũng là công ty tổ chức nhiều chuyến bay nhất, 109 trong tổng 372 chuyến được chính phủ cấp phép. Ông Sơn trình bày, vì kiểm sát đang chiếu theo số tiền vi phạm để ra án Tôi nghĩ phù hợp, nhưng ở vụ án đặc biệt này, việc doanh nghiệp phải đưa tiền cũng đã được nêu rõ là do BOF gợi ý. Riêng với Blue Sky, những lần đưa tiền đều do bị đòi hỏi đến hơn 80%. Theo bị cáo, hành vi đưa hối lộ của mình còn rất đặc biệt, không phải để bòn tiền nhà nước hay làm gì sai trái, mà chỉ để được làm theo chủ trương nhân văn. Vậy mà ai càng tích cực khai báo, tự thú số tiền càng cao thì án càng nặng. Ông Sơn cho biết thêm. Tại sao dân mình bên kia kêu giá vay cao? Vì họ không biết đến các doanh nghiệp để mua vé trực tiếp. Họ phải mua qua nhiều kênh vòng vo. Vò. Như chị bên đại sứ quán Malaysia nói, có lúc giá vé tận 70 triệu đồng từ Kuala Lumpur về Hà Nội, trong khi Blue Sky bán có 30 triệu đồng. Như vậy khẳng định, các doanh nghiệp không hề lợi dụng việc được cấp phép bay để trục lợi. Trước khi kết thúc, ông Sơn cúi đầu nhận tội và nói thêm. Trong vụ án này, các doanh nghiệp vừa là bị cáo, vừa là bị hại, nạn nhân của văn hóa phòng bì, cơ chế xin cho. Là người tiếp theo được trình bày lời nói cuối cùng trước khi nghị án, bị cáo Nguyễn Hoàng Linh, kỳ bí thư thứ hai, đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, gửi lời xin lỗi lãnh đạo đảng, nhà nước, nhân dân và người thân vì những sai phạm của bản thân đã ảnh hưởng đến mọi người. Vì này cho hay, từ khi công tác tại cơ quan đại diện Malaysia, bản thân Linh luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết cháy trong tim, làm việc tận tâm, nhiệt huyết, hết mình. Đến giai đoạn tổ chức chuyến bay giải cứu, khi có thêm cán bộ từ Việt Nam sang đã thổi một luồng gió mới. Mặc dù trong dịch, nhưng mọi người luôn trong trạng thái làm việc bất kể ngày đêm trực 24 trên 7. Ông Đinh cho hay, đã cùng đồng nghiệp làm hết sức để đưa công dân về nước trong bối cảnh nước sở tại khó khăn, phong tỏa toàn bộ. Bí cáo Linh đề nghị, mong hội đồng xét xử ghi nhận việc chúng tôi dám nghĩ dám làm để khuyến khích động viên những cán bộ cơ quan khác vì những lợi ích chung của đảng của nhân dân mà dám nghĩ dám làm cùng là cán bộ ngoại giao bị cáo lý tiến hùng cựu bí thư thứ nhất đại sứ việt nam tại nga chia sẻ xuất thân dân tộc nùng từ vùng núi khó khăn nhưng vươn lên trong cuộc sống chỉ mong làm việc có lợi cho người dân ông hùng cho hay rất ẩn hận xót xa khi trong vụ án chỉ vì không vững vàng trước cám dỗ của kinh tế thị trường và vi phạm pháp luật. Tuy vậy, việc ông phạm tội do hoàn cảnh giai đoạn Covid khó khăn, nhiều học sinh cần về nước và ông đã cố gắng làm hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người. Thưa quý vị, xin được trích lại câu thơ mà bị cáo Trần Tân có đọc trước tòa. chót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Thế mới thấy, lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó lọt. Một khi đã để tay nhúng chàm, một khi đã làm những việc sai trái, để vướng vào vòng lao lý, thì có khôn đến mấy cũng đều sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Những thông tin mới nhất về phiên tòa xét xử đại án chuyến bay giải cứu sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!